À, chào các bác nha. Đây chính là con rắn hổ trâu mà rất là nhiều bác cứ lầm tưởng với lại hổ chúa. À, đây là hổ trâu nhé. Này. Con hổ trâu này thì khá là to các bác ạ. Con này thì nó rơi vào là 2,5 cân. À, con này là em mới bẫy vải được này, cho nên là nó xước lắm này. Đấy. Nó xước hết vải này. Hôm nay thì em ngâm bình rượu rắn cho anh trai ở Quảng Ninh, à anh trai ở Bắc Ninh. Nên là em bắt ra em ngâm.